Kharkov có thể bị tàn phá diện rộng nếu Mỹ không thông qua gói viện trợ. Ông Zelensky thừa nhận Ukraine cạn kiệt tên lửa, không thể bảo vệ nhà máy điện Chibinska. Ukraine dồn sức bảo vệ các thành trì cuối cùng tại Donetsk. Nga tung video UAV dẫn đường cho binh sĩ phá hủy cứ điểm Ukraine. Nhà Trắng nói Ukraine và Israel đang nằm dưới họng súng. Sức mạnh tên lửa của Iran có thể vươn tới lãnh thổ Israel. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 4, thị trưởng thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine, ông Ihor Terekhov cảnh báo Kharkov có thể chịu chung số phận với Aleppo, thành phố của Syria, nếu Mỹ không nhanh chóng thông qua gói viện trợ bổ sung cho Ukraine. Theo đó, ông cho biết Nga đã thay đổi chiến thuật nhằm tìm cách phá hủy nguồn điện của thành phố hơn 1,3 triệu dân. Khi đề cập đến Aleppo, thành phố lớn nhất ở Syria đã bị tàn phá diện rộng bởi nội chiến, thị trưởng thành phố Kharkov nói. Chúng tôi cần sự hỗ trợ đó để ngăn Kharkov trở thành Aleppo thứ hai. Kharkov, cách biên giới Nga hơn 30 km, là thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Kharkov có ý nghĩa biểu tượng rất quan trọng đối với Ukraine. Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gọi Kharkov là một trong những thủ đô của nước này. Theo giới chức Ukraine, Nga đã tập hợp lực lượng để tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Kharkov sau khi bị đẩy lùi vào mùa thu năm 2022. Nga gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng và các khu dân cư bằng tên lửa, bom lượn và máy bay không người lái. Nhà nghiên cứu về chiến lược chính sách và khả năng quốc phòng của RAN, ông Sakop Parakilat cho biết, ngay cả khi dòng viện trợ tới Ukraine tiếp tục bế tắc. Một cuộc tấn công thành công vào Kharkov sẽ là nhiệm vụ không dễ đối với Nga, nhưng không phải là không thể. Ông cảnh báo, các cuộc tấn công chậm nhưng gây tiêu hao vẫn có thể giúp Moscow kiểm soát thành phố này sau vài tháng. Suốt 30 năm qua, Iran đã không ngừng xây dựng và củng cố lực lượng tên lửa của nước này. Kết quả, Tehran đã trở thành một trong những quốc gia sở hữu kho tên lửa tấn công lớn nhất ở Trung Đông. Cho đến thời điểm hiện tại, Iran có nhiều dòng tên lửa tấn công tầm xa và thậm chí còn phát triển được tên lửa siêu thanh của riêng họ. Đây là một kỳ tích mà nhiều cường quốc phương Tây có công nghệ tiên tiến chưa thể đạt được. Ở thời điểm căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang từng ngày sau vụ tấn công vào đại sứ quán của Tehran ở Syria hôm 1 tháng 4, dư luận quốc tế đang đặt câu hỏi Iran sở hữu bao nhiêu tên lửa có thể tấn công Tel Aviv. Ngoài ra, để có thể tấn công được Israel, ngoài việc vượt qua hành trình hơn 1.500 km, tên lửa của Iran còn phải đối mặt với hệ thống phòng không dày đặc của Tel Aviv. Theo hãng thông tấn ISNA, quân đội Iran hiện đang sở hữu ít nhất 8 dòng tên lửa có thể tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Israel, gồm Sezin, Emad, Saab-3, Gadir, Pave, Fatah-2, Khaybar Sekhan và 2 Qasem. Các tên lửa này có tốc độ dao động từ Mach 5 đến Mach 14, tương đương từ 6.175 km/h đến 12.350 km/h và tầm bắn của chúng đủ để tấn công vào lãnh thổ Israel. Theo các quan chức tình báo Mỹ, Tehran có thể nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự bên trong Israel trong từ 24 đến 48 giờ bằng hơn 100 máy bay không người lái UAV và hàng chục tên lửa. Điều này cho thấy Iran có nhiều phương án để tấn công trả đũa Tel Aviv. Các cuộc tấn công sẽ khó bị đánh chặn hơn. Quân đội Iran được cho đang sở hữu hơn 50 thiết kế máy bay không người lái khác nhau, từ UAV chiến thuật tầm ngắn, UAV cảm tử cho đến UAV trinh sát, tấn công và tác chiến điện tử tầm xa. Với hàng chục mẫu UAV để lựa chọn, rất khó xác định Iran sẽ sử dụng loại máy bay không người lái nào để tấn công Israel. Mặc dù khoảng cách giữa Iran và Israel vào khoảng 1.000 đến 1.300 km, tuy nhiên Tehran hoàn toàn có thể di chuyển UAV đến gần biên giới Israel thông qua các quốc gia đồng minh. Khoảng cách giữa các mục tiêu của Israel và các điểm phóng máy bay không người lái Iran có thể giảm xuống chỉ còn 100 km. Các loại UAV được Iran sử dụng cho cuộc tấn công này có thể kể tới gồm Saez-136, Mohajer-10, Aras-2, Kara và Kaman-22. Năm dòng UAV này có tầm hoạt động từ 1.000 km đến 3.000 km, hầu hết đều có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công và trinh sát tầm xa. Trong số này được đánh giá nguy hiểm nhất là Saez-136, mẫu UAV cảm tử nổi tiếng nhất của Iran với tầm tấn công lên đến 2.500 km. Saez-136 được trang bị đầu đạn 50kg và có vận tốc bay 185 km/h. Mới đây, giới chức Mỹ nhận định quan hệ ngày càng thân thiết với Nga giúp Iran sở hữu nhiều vũ khí đủ sức đối phó nếu Israel tung đòn không kích đáp trả. Trong tháng 3 năm 2023, Viện Thiết kế và Chế tạo máy NPP START của Nga đã mời 17 quan chức từ Iran thăm nhà máy sản xuất của họ tại thành phố Yekaterinburg. NPP START được biết đến là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất bệ phóng
cũng như thiết bị mặt đất cho các tổ hợp tên lửa hiện đại nhất của Nga. Trong số các sản phẩm nổi bật có hệ thống phòng không tầm xa S-400. Trong các email của quan chức Iran bị rò rỉ vào tháng 2 năm nay, mô tả về chuyến thăm là một cơ hội quý báu để giới thiệu những tiềm năng về khoa học và kỹ thuật, cũng như các sản phẩm mà Moscow có thể cung cấp cho Tehran. Mặc dù chưa có thông tin cụ thể về hoạt động này đã dẫn đến việc ký kết hợp đồng mua bán vũ khí giữa hai bên hay không, các quan chức tình báo Mỹ đã nhận định rằng đây có thể là một phần của nỗ lực tăng cường hợp tác chiến lược giữa Moscow và Tehran trong 2 năm qua. Điều này cũng là một yếu tố đáng kể mà Israel phải tính đến nếu muốn thực hiện các biện pháp trả đũa quân sự nhằm vào Iran, đặc biệt sau vụ tập kích bằng UAV và tên lửa của Tehran cuối tuần trước. Hàng loạt quan chức tình báo Mỹ, châu Âu và Trung Đông giấu tên cảnh báo công nghệ quân sự của Nga có thể tăng cường đáng kể năng lực quốc phòng Iran, giúp nước này đối phó với những khí tài hiện đại nhất của Israel như tiêm kích tàng hình F-35i và tên lửa đạn đạo. Nga và Iran bắt đầu hợp tác quân sự từ năm 2001. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã dừng lại vào tháng 3 năm 2016 sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết cấm xuất khẩu vũ khí thông thường và công nghệ liên quan đến hệ thống triển khai vũ khí hạt nhân đến Iran. Ngoài ra, nghị quyết cũng cấm các quốc gia Trung Đông xuất khẩu vũ khí đến Iran. Điều này bắt đầu thay đổi từ cuối năm 2022 khi Nga bắt đầu triển khai máy bay không người lái UAV cảm tử Geran có hình dáng tương tự dòng Sa-ht-136-131 do Iran phát triển để thực hiện các cuộc tập kích và các mục tiêu ở Ukraine. Trong thời điểm đó, Iran thừa nhận đã cung cấp UAV Sa-ht cho Nga, nhưng khẳng định rằng chúng được chuyển giao trước khi xảy ra xung đột tại Ukraine. Nhà Trắng hồi giữa năm ngoái đã nhận định rằng mối quan hệ đối tác quốc phòng giữa Nga và Iran đang mở rộng ở mức độ chưa từng thấy. Có vẻ như Moscow và Tehran đang tiến hành nhiều dự án hợp tác, trong đó có việc mở nhà máy sản xuất UAV cảm tử tầm xa tại Nga, chia sẻ công nghệ chống gây nhiễu, cũng như thực hiện đánh giá theo thời gian thực với các vũ khí được thiết kế để đối phó với lực lượng Ukraine, đặc biệt là các lực lượng được trang bị theo chuẩn NATO. Chuyên gia tại trung tâm James Martin về nghiên cứu không phổ biến vũ khí ở Mỹ, bà Hannah Nott nhận xét. Đây không còn là quan hệ mua bán một chiều với cán cân nghiêng về phía Nga nữa. Iran giờ đây hưởng lợi từ sự thay đổi này khi quan hệ hợp tác hai bên không còn là mua sắm vũ khí mà là chia sẻ công nghệ, kiến thức. Quan chức tình báo Mỹ nói rằng Nga đang thúc đẩy những thỏa thuận gồm cung cấp tiêm kích hạng nặng Su-35S để hiện đại hóa lực lượng không quân của Iran nhằm dần thay thế các phi đội chiến đấu cơ F-14A đời cũ. Ngoài ra, Moscow dường như cũng cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình vệ tinh do thám và phát triển tên lửa đẩy của Iran. Tháng 11 năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Mehdi Farahi đã tuyên bố rằng nước này đã hoàn tất thỏa thuận mua sắm tiêm kích Su-35S, trực thăng tấn công Mi-28 và máy bay huấn luyện được sản xuất bởi Nga. Tehran đã tiếp nhận một máy bay Yak-130 chuyên dùng để huấn luyện phi công cho tiêm kích hiện đại và triển khai chúng tại căn cứ Sa-ht-33A ở miền trung đất nước. Iran từ lâu cũng tìm mua các hệ thống tên lửa phòng không Nga để bảo vệ cơ sở hạt nhân, căn cứ quân sự trước những đòn không kích tiềm tàng từ Mỹ và Israel. Tehran có khả năng đang tìm cách để sở hữu hệ thống phòng không S-400 có tính năng vượt trội so với hệ thống S-300, đặc biệt là trong khả năng phát hiện và đánh chặn các máy bay tàng hình. Nga từng triển khai tên lửa S-400 để bảo vệ các căn cứ đồn trú tại Syria. Nhiều chuyên gia phương Tây cảnh báo những khẩu đội này vẫn luôn được coi là mối đe dọa tiềm tàng đối với máy bay Mỹ và Israel hoạt động trong không phận Syria. Ngay cả khi chưa có hợp đồng mua bán tên lửa S-400 nào được thực hiện, Iran vẫn có thể hưởng lợi từ hoạt động chia sẻ công nghệ của Nga và âm thầm củng cố năng lực quân sự mà không đánh động đến phương Tây. Chủ tịch Viện Khoa học và An ninh Quốc tế ở Mỹ, ông David Albright nêu quan điểm: chúng ta có thể chưa nhìn thấy hết mọi thứ đang diễn ra. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ 3 và chưa có dấu hiệu kết thúc. Cho đến thời điểm hiện tại, các lực lượng vũ trang Nga đã loại bỏ thành công hầu hết các hệ thống phòng không của Ukraine hiện có vào đầu năm 2022. Đầu tiên là hệ thống phòng không Patriot, giống như các mẫu khác do Mỹ sản xuất, là giấc mơ của chính quyền Kiev từ khá lâu nhưng không thể có được chúng. Chỉ đến mùa xuân năm ngoái, Mỹ và các đồng minh mới hứa sẽ phân bổ một lượng thiết bị nhất định như vậy cho Ukraine. Khoảng tháng 4 năm 2023, các hệ thống này đã được chuyển đến lãnh thổ Ukraine và vào cuối tháng đó người ta biết rằng chúng đã được đưa vào làm nhiệm vụ chiến đấu. Theo dữ liệu chính thức, chỉ có 3 quốc gia xuất xưởng sản phẩm Patriot: Mỹ, Đức và Hà Lan. Ngày 16 tháng 5 năm 2023, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhan để tấn công vị trí của hệ thống phòng không Patriot ở Kiev. Tất cả tài sản của hệ thống đều bị phá hủy và hư hỏng, bao gồm cả hệ thống radar và điều khiển. Ngay cả khi các thành phần riêng lẻ sống sót, toàn bộ hệ thống sẽ mất đi hiệu quả chiến đấu. Hồi cuối tháng trước, giới lãnh đạo Kiev bắt đầu yêu cầu cung cấp một số lượng lớn các hệ thống phòng không của Mỹ từ các đối tác nước ngoài. Điều gây tò mò là lần này các nhà lãnh đạo Ukraine đã không còn e dè trong cách thể hiện và cũng không hề khiêm tốn về mặt số lượng. Đầu tháng này,
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba phàn nàn về những gì mà ông gọi là các đối tác đã phản bội Ukraine. Theo ông Kuleba, các nước đồng minh có khoảng 100 hệ thống Patriot, nhưng không muốn cung cấp dù chỉ 5 đến 7 tổ hợp. Ngay sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã vạch ra mong muốn của ông trong lĩnh vực phòng không. Ông Zelensky nói rằng, để bao phủ hoàn toàn lãnh thổ Ukraine, cần có 25 hệ thống Patriot, mỗi hệ thống phải có 6 đến 8 khẩu đội. Một quan chức quân sự cấp cao giấu tên của quân đội Nga nói, các hệ thống Patriot là mục tiêu ưu tiên và quân đội của chúng tôi đang săn lùng chúng theo đúng nghĩa đen. Nước ngoài nhìn thấy và hiểu rất rõ điều này. Chính quyền Kiev hiện vẫn đang cố gắng có được vũ khí và trang thiết bị mong muốn để tiếp tục kháng chiến và kéo dài sự tồn tại. Tuy nhiên, các đối tác nước ngoài không còn khả năng hoặc sẵn sàng cung cấp trang thiết bị với số lượng cần thiết và cung cấp những hỗ trợ cần thiết khác. Hơn nữa, có vẻ như họ không thực sự cứu được chế độ Kiev khỏi thất bại hoàn toàn. Ngày 16 tháng 4, trong một cuộc phỏng vấn với PBS News Hour, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Nga đã phá hủy một nhà máy nhiệt điện ở Kiev vì Ukraine đã hết tên lửa để bảo vệ nhà máy này. Ông Zelensky cho biết, việc Nga phá hủy nhà máy nhiệt điện Chypivka ngày 11 tháng 4 đã làm cắt giảm công suất phát điện của Senchenko, một công ty năng lượng mà thủ đô Kiev phụ thuộc. Đây là kết quả của việc đất nước này không có tên lửa, ông Zelensky tuyên bố. 11 tên lửa đang hướng về phía đó, 7 tên lửa đầu tiên đã bị chúng tôi hạ gục. Ông cũng cho biết thêm, 4 tên lửa còn lại đã phá hủy nhà máy Chypivka, ông Zelensky nói. Tại sao? Vì chúng tôi đã hết tên lửa. Bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson có những động thái nhằm đưa gói viện trợ cho Ukraine ra bỏ phiếu tại Quốc hội trong tuần này. Điều này đánh dấu sự đổi mới sau nhiều tháng bế tắc do vấp phải sự phản đối của một số nhà lập pháp bảo thủ. Viện trợ cho Ukraine là một trong 4 dự luật được đề xuất, trong đó có các dự luật khác đề nghị hỗ trợ cho Đài Loan, ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ và viện trợ cho Israel sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Ông Zelensky đã đề cập đến cuộc tấn công gần đây của Iran vào Israel, nhấn mạnh sự giúp đỡ từ Mỹ và các đồng minh để bảo vệ Israel nên được mở rộng sang cả Ukraine. Ông Zelensky hỏi, sự hợp tác quốc tế để bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công của Iran đã làm suy yếu lập luận của những người phản đối việc viện trợ nhiều hơn cho Ukraine. Họ nói rằng viện trợ thêm cho Kiev là lôi kéo NATO vào cuộc chiến, Israel có phải là thành viên NATO hay không? Trả lời câu hỏi điều gì có thể xảy ra nếu Quốc hội Mỹ không cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine, ông Zelensky khẳng định. Thành thật mà nói, tôi có thể nói với bạn rằng nếu không có sự hỗ trợ này, chúng tôi sẽ không có cơ hội chiến thắng. Tổng thống Ukraine ngậm ngùi thừa nhận. Ngày nay, tỷ lệ đạn pháo của chúng tôi là 1-10, nghĩa là Nga bắn 10 quả đạn pháo, Ukraine chỉ bắn 1. Chúng tôi có thể giữ vững lập trường của mình không? Không, trong mọi trường hợp với những thống kê này, họ sẽ đẩy lùi chúng tôi mỗi ngày. Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sẵn lòng xem xét một số dự luật tài trợ, trong đó có những dự luật ủng hộ các đồng minh như Ukraine, cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson chuẩn bị. Mới đây, người đứng đầu các ủy ban quyền lực của Hạ viện Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố chung ủng hộ việc phê duyệt viện trợ cho các đồng minh nước ngoài của Mỹ trong tuần này, bao gồm cả Ukraine. Chủ tịch các ủy ban ngoại giao, quân vụ, tình báo và ngân sách bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch mà Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã đề xuất trước đó. Điều này đặc biệt quan trọng vì kế hoạch có sự khác biệt so với quan điểm của chính phủ thuộc Đảng Dân Chủ, tuyên bố nhấn mạnh. Không có gì mà đối thủ của chúng ta mong muốn hơn việc Quốc hội không phê duyệt viện trợ cho các nhu cầu an ninh quốc gia quan trọng. Chủ tịch Johnson đã tiết lộ một kế hoạch nhằm thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ ở châu Âu, Trung Đông và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa bổ sung thêm, chúng ta không thể lãng phí thời gian khi nói đến an ninh quốc gia, chúng ta cần thông qua gói viện trợ đó trong tuần này. Ông Mike Johnson đã công bố kế hoạch thông qua viện trợ, bao gồm các dự luật riêng biệt về viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan, cũng như các ưu tiên an ninh quốc gia. Thay vì chỉ phê duyệt yêu cầu an ninh quốc gia tổng thể của Nhà Trắng, ông đề xuất một sáng kiến riêng về việc tịch thu tài sản của Nga và quy định không được phép dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Trước đó, chính quyền Mỹ tuyên bố không đồng ý chia nhỏ gói dự luật trị giá 95 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục đòi các nghị sĩ chấp thuận dự luật tổng thể. Theo báo European Pravda ngày 16 tháng 4, trong cuộc họp giao ban điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia về truyền thông chiến lược của Nhà Trắng, John Kirby nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Biden không ủng hộ việc đưa ra một dự luật riêng để hỗ trợ Israel một mình, bởi vì Ukraine cũng cần được hỗ trợ về đạn dược.
Ông John Kirby khẳng định, điều quan trọng là Hạ viện hành động trong tuần này để giúp chúng tôi nhận được hỗ trợ an ninh cho Israel, Ukraine và cả khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Họ cần hành động trong tuần này, và về chi tiết, chúng tôi sẽ chờ xem Chủ tịch Hạ viện sẽ quyết định điều gì, ông tuyên bố. Điều quan trọng là các đồng minh của chúng ta, như Ukraine và Israel, những nước đang nằm dưới họng súng, nhận được sự hỗ trợ an ninh mà họ cần càng nhanh càng tốt. Một quan chức Nhà Trắng khác lưu ý rằng, quan điểm của chính quyền đối với sáng kiến của Mike Johnson cần được xem xét cẩn thận, nhưng dường như nó có thể giúp cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Ukraine, Israel và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngay lúc này, vào thời điểm quan trọng. Hồi tháng 2 vừa qua, Thượng viện Mỹ do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã thông qua dự luật 95 tỷ đô la Mỹ về viện trợ nước ngoài, trong đó có hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, dự luật này khó vượt qua ải Hạ viện, nơi Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Hồi đầu tháng này, lãnh đạo phe đa số Dân Chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã kêu gọi Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện thông qua gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, ông nhấn mạnh. Tôi kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Johnson và các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện dừng tình trạng tê liệt và thông qua dự luật bổ sung về an ninh quốc gia của Thượng viện. Tình hình ở Ukraine đang trở nên tuyệt vọng. Ông nói, dự luật viện trợ hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đã đóng bụng trong 55 ngày, trong khi những người bạn của chúng ta ở Ukraine đang chiến đấu và ngã xuống trên chiến trường mà không có sự hỗ trợ. Một quan chức cấp cao của Ukraine mới đây đã cảnh báo rằng việc Nga kiểm soát thành phố Chasovia hiện đang được Ukraine kiểm soát sẽ tạo ra nguy cơ đối với an ninh của các thành phố còn lại ở khu vực Donetsk mà Ukraine đang nắm giữ. Chasovia hiện đang phải đối mặt với các cuộc tấn công quân sự kéo dài. Trả lời trang Politico, người phát ngôn của quân đội Ukraine, Trung tá Naza Voloshin cho biết nếu quân đội Nga kiểm soát được thành phố này, họ sẽ có cơ hội tiến hành một cuộc tấn công vào Kostiantynivka, Drukivka, Kramatorsk và Slovyansk. Ông chia sẻ thêm, những thành phố này là thành trì cuối cùng của khu vực Donetsk nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Thành phố Chasovia có tầm quan trọng chiến lược, có vị trí cách Bakhmut 10 km. Nó nằm ở độ cao chỉ huy, thuận lợi cho việc phòng thủ và kiểm soát khu vực xung quanh. Nó hiện nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Kiev, nhưng cũng bị quân đội Nga tấn công liên tục. Trung tá Voloshin cho hay, đây là độ cao thống trị trong khu vực và việc kiểm soát nó sẽ cho phép quân đội Nga đơn giản hóa đáng kể bước tiến theo hướng Kostiantynivka cũng như hướng Slovyansk và Kramatorsk. Theo thông tin từ Trung tá Voloshin, Điện Kremlin đã ra lệnh kiểm soát Chasovia trước ngày 9 tháng 5, ngày Nga kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến thứ hai. Các blogger quân sự Nga khẳng định Chasovia đóng vai trò quan trọng trên con đường kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk và thực hiện một trong những mục tiêu chính của chiến dịch quân sự mà ông Putin giao cho họ. Ngày 14 tháng 4, trong một tuyên bố, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết quân đội Ukraine hiện đang tiến hành đào sâu vào lòng đất nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công hàng ngày từ phía đối thủ. Lực lượng Nga tận dụng ưu thế về quân số để tổ chức các cuộc tấn công nhỏ theo nhóm với sự hỗ trợ bởi pháo binh và không quân, tấn công các tòa nhà dân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng bằng bom và pháo binh từ không trung, sau đó triển khai quân vào các vị trí đã được Ukraine củng cố. Gần đây, Nga tái triển khai quân từ Liman gần đó tới Chasovia. Quân đội Nga tuyên bố họ chỉ cách Chasovia 500 mét. Nhưng ông Voloshin cho biết, dù vậy, thành phố cùng khu vực xung quanh vẫn duy trì được sự kiểm soát từ phía Kiev. Tổng tư lệnh Syrsky thông báo, để ngăn chặn việc mất kiểm soát của thành phố, Bộ Chỉ huy Ukraine đã tăng cường các lữ đoàn chiến đấu gồm Chasovia bằng cách cung cấp đạn dược, máy bay không người lái và thiết bị tác chiến điện tử. Tuy nhiên, tướng Syrsky chỉ ra rằng quân đội Ukraine cũng cần được nâng cao tinh thần. Ông Syrsky cho biết cần phải nâng cao chất lượng đào tạo, bao gồm cả yếu tố đạo đức và tâm lý. Trong buổi chia sẻ với tờ Politico, người phát ngôn của quân đội Ukraine, Trung tướng Naza Voloshin cho biết, bất chấp các cuộc tấn công liên tục, người Nga sẽ gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Kiev cần sự hỗ trợ từ lực lượng phòng không của phương Tây, bao gồm máy bay phản lực F-16 và các loại vũ khí khác, nhằm thay đổi tình hình ở Bakhmut và Avdiivka, nơi quân đội Nga đang tận dụng sự thiếu hụt đạn và ưu thế trên không của Moscow. Ukraine đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, cho đến nay, liên minh này vẫn từ chối cam kết về một tiến trình cụ thể hoặc cung cấp một lộ trình tương tự về việc gia nhập của Kiev. Ngày 16 tháng 4, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo nguy cơ xung đột toàn cầu sẽ gia tăng nếu Ukraine trở thành một phần của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đồng thời cam kết sẽ ngăn chặn việc này. Việc chấp nhận các quốc gia mới vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đòi hỏi phải có sự đồng ý nhất trí của tất cả 32 thành viên hiện tại.
Thủ tướng Fico cho biết nếu Ukraine được mời gia nhập NATO, Quốc hội Slovakia sẽ không phê chuẩn hiệp ước gia nhập. Báo điện tử Novici.sk dẫn lời Thủ tướng Slovakia giải thích Slovakia cần một Ukraine trung lập. Lợi ích của chúng ta sẽ bị đe dọa nếu Ukraine trở thành thành viên của NATO, vì đó là cơ sở của một cuộc xung đột lớn trên thế giới. Ông Fico cũng nhấn mạnh rằng chính phủ của ông sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài. Slovakia cùng với Hungary, quốc gia láng giềng, đã cảnh báo rằng EU không nên bị lôi kéo vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời nhất quyết yêu cầu một giải pháp ngoại giao sau khi giữ vị trí Thủ tướng Slovakia kể từ tháng 10 năm 2023. Ông Fico đã đảo ngược quyết định của chính phủ trước đó về việc gửi vũ khí đến Kiev. Ông cũng kịch liệt phản đối ý tưởng điều quân đội NATO tới Ukraine. Về phía mình, Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Moscow coi việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông là mối đe dọa an ninh quốc gia. Moscow cũng cho rằng hợp tác quân sự của liên minh với Ukraine là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột hiện nay và mô tả khả năng gia nhập của Ukraine là một ranh giới đỏ. Ngày 16 tháng 4, Nga đã đăng video triển khai UAV trinh sát hướng dẫn bộ binh tấn công, kiểm soát cứ điểm Ukraine với yểm trợ của pháo binh, xe tăng và UAV cảm tử. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng này đã phát hiện cứ điểm kiên cố của quân đội Ukraine gần thành phố Avdiivka tại tỉnh miền đông Donetsk khi triển khai máy bay không người lái UAV trinh sát làm nhiệm vụ tuần tra. Sau khi tiếp nhận tọa độ mục tiêu, các lực đoàn xung kích Nga đã bí mật áp sát cứ điểm đối phương từ mọi hướng rồi bất ngờ phát động tấn công dưới sự yểm trợ về hỏa lực của xe tăng, pháo binh và thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, binh sĩ Nga đã vượt qua sự kháng cự của lực lượng Ukraine và kiểm soát được cứ điểm của đối phương, qua đó củng cố vị trí trên tiền tuyến. Video do cơ quan này đăng kèm cho thấy, tổ vận hành UAV trinh sát đóng vai trò rất quan trọng trong chiến dịch. Họ dẫn đường cho lính Nga di chuyển bên trong cứ điểm, cảnh báo vị trí mà binh sĩ Ukraine có thể ẩn nấp và đề xuất phương án tấn công tối ưu. Lực lượng này cũng triển khai drone thả đầu nổ xuống các vị trí nghi có lực lượng Ukraine để hỗ trợ các nhóm xung kích. Hiện nay UAV được xem là khí tài chủ đạo chiến trường Ukraine, có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác như trinh sát, tấn công cảm tử hay thả đầu nổ xuống mục tiêu. Lực lượng Nga sở hữu nhiều loại UAV trinh sát hiện đại, một trong số đó là dòng Orlan 10. Phi cơ mang được tải trọng 6kg, khối lượng cất cánh tối đa 15kg, vận tốc 110km/h và có thể bay liên tục 18 giờ. Kích thước nhỏ, thân vỏ làm từ vật liệu composite và động cơ cỡ nhỏ khiến nó khó bị các hệ thống phòng không phát hiện. Cuối năm ngoái, chỉ huy lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine tác chiến ở miền đông Ukraine, Andriy Biletsky cho biết, UAV Orlan liên tục hiện diện, khiến họ chịu nhiều thiệt hại và không thể tiến công quy mô lớn. Viên chỉ huy cho hay, Nga bỏ xa chúng ta về các hệ thống UAV chiến thuật, trong đó có dòng Orlan khét tiếng. Hồi đầu năm nay, công ty vũ khí Nga Hatberry Root Factor đã giới thiệu mẫu UAV trinh sát Loki có tốc độ bay nhanh gấp 2,5 lần các phi cơ không người lái tương tự tại Ukraine, song chưa rõ đã được triển khai ra chiến trường hay chưa. Giữa tháng 2 năm 2024, Nga đã kiểm soát được thành phố chiến lược Avdiivka ở Donetsk sau một thời gian dài dồn lực bao vây, đánh dấu thắng lợi lớn đầu tiên kể từ khi giành được thành trì Bakhmut vào tháng 5 năm ngoái. Hiện tại, lực lượng nước này đang đẩy mạnh đà tiến công và đang áp sát Chasovia, thành phố cách Bakhmut khoảng 20 km về phía tây. Nếu kiểm soát được Chasovia, quân đội Nga sẽ được tạo điều kiện để hướng thẳng tới Kramatorsk, đô thị lớn cuối cùng mà Ukraine còn kiểm soát ở vùng Donbass và các khu vực lân cận. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sirky cho biết, lực lượng Nga muốn kiểm soát Chasovia trước ngày 9 tháng 5, thời điểm Moscow tổ chức lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít hàng năm. Sau hơn 2 năm chiến sự, Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí và vật tư quân sự, trong đó có đạn pháo khi viện trợ từ phương Tây sụt giảm. Điều này khiến quân đội Ukraine phải rút lui khỏi nhiều khu vực khi bị Nga áp đảo cả về hỏa lực lẫn quân số. Trước tình hình này, ngày 16 tháng 4, Thủ tướng Sepp Petriala thông báo 20 quốc gia đã cam kết góp khoản tiền đủ để mua nửa triệu viên đạn pháo cho Ukraine, theo sáng kiến của Brazil. Đề cập tới nỗ lực gây quỹ mua đạn từ bên ngoài châu Âu cho Ukraine do nước này dẫn đầu, ông Fiala cho biết, sáng kiến này không phải là dự án chỉ diễn ra một lần. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra hệ thống cung cấp đạn dược cho vũ khí hạng nặng về lâu dài. Điều này sẽ giúp thay đổi tình hình trên tiền tuyến. Theo ông Fiala, khoảng 20 quốc gia đã tham gia sáng kiến của Séc, trong đó có Canada, Đức, Hà Lan và Ba Lan. Ông từng cho biết Ukraine có thể nhận lô đạn pháo đầu tiên theo sáng kiến vào tháng 6. Ông Fiala cho biết thêm, nhờ có họ, chúng tôi giờ có thể cung cấp nửa triệu viên đạn pháo.
Chúng tôi tin rằng sẽ có thêm nhiều đợt giao hàng nữa. Không có lý do gì khiến các bên tài trợ không thể cung cấp thêm 1 triệu quả đạn trong 12 tháng tới. Trước đó, tờ FT của Anh từng đưa tin các bên có thể tốn tới 1,5 tỷ đô la Mỹ để mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine theo sáng kiến của Séc. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 4, quan chức Séc phụ trách vấn đề Ukraine Tomáš Kopecký ước tính chi phí cho lượng đạn này cao gần gấp đôi con số mà FT đưa ra. Ông Kopecký cho biết, Séc đóng vai trò trung gian trong sáng kiến, tiếp cận các nước có thể chế tạo loại đạn phù hợp rồi kết nối với quốc gia phương Tây sẽ đặt hàng và thanh toán. Séc sau đó sẽ tổ chức công tác hậu cần, chuyển hàng từ nước này hoặc quốc gia thứ ba nhằm che giấu nguồn gốc xuất xứ để Nga không tức giận với bên cung cấp. Khoảng 2 tháng trở lại đây, Ukraine liên tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Reuters ước tính đợt tấn công đã khiến năng lực lọc dầu của Nga giảm từ 14 đến 15%. Mỹ đánh giá các cuộc tập kích nhà máy lọc dầu của Nga là một hành động liều lĩnh, có thể gây ra tăng giá năng lượng. Trong khi đó, Ukraine lại cho rằng những cuộc tấn công này là cần thiết. Trong cuộc gặp bên lề hội nghị an ninh Munich vào tháng 2 năm nay, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về một điều mà ông không muốn nghe, đó là cần kiềm chế tấn công các nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga. Các quan chức Mỹ lưu ý rằng hành động này có thể dẫn đến tăng giá năng lượng toàn cầu và khiến Nga phản ứng mạnh mẽ hơn đối với Ukraine. Theo các quan chức Mỹ giấu tên, đề nghị của bà Harris khiến ông Zelensky và nhóm trợ lý cấp cao khó chịu. Họ cho rằng những trận tập kích bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga là điểm sáng hiếm hoi trong cuộc xung đột khốc liệt khi Ukraine phải đối mặt với đối phương có lực lượng và hỏa lực áp đảo. Các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, đề nghị của Phó Tổng thống Harris đã gây ra sự không hài lòng trong ông Zelensky và nhóm trợ lý cấp cao của ông. Ông Zelensky đã không chú ý đến khuyến nghị của Phó Tổng thống Harris vì ông chắc chắn rằng nó thể hiện quan điểm đồng thuận của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuy nhiên, trong những tuần tiếp theo, các quan chức Mỹ đã lặp lại cảnh báo này trong các cuộc đàm phán với Ukraine, bao gồm cả trong chuyến thăm Ukraine của Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan vào tháng trước. Thay vì chấp nhận đề nghị của Mỹ, Ukraine đã tăng cường các đợt tập kích vào các cơ sở dầu khí của Nga. Trong đó có một đòn đánh vào ngày 2 tháng 4 nhắm vào nhà máy lọc dầu Taneco. Đây là nhà máy lọc dầu lớn thứ ba của Nga và nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.000 km. Đòn tập kích được cho là đã làm thêm trầm trọng căng thẳng trong quan hệ giữa Ukraine và Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Kiev đang chờ đợi Washington thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ, một quá trình đã bị đình trệ trong nhiều tháng. Loạt vụ tập kích tầm xa của Ukraine nhằm vào hơn chục cơ sở dầu khí của Nga từ tháng 1 đã gây ra sự suy giảm khoảng 10% tổng công suất lọc dầu của nước này. Những người bảo vệ chiến lược tập kích vào các cơ sở dầu khí của Nga từ phía Ukraine cho rằng Nhà Trắng đang ưu tiên các vấn đề chính trị nội bộ hơn là mục tiêu quân sự mà Ukraine đề ra. Hồi tuần trước, trong phiên điều trần của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton nói dường như chính quyền Tổng thống Biden không muốn giá xăng tăng trong năm bầu cử. Tại phiên điều trần khác, Hạ nghị sĩ Austin Scott đặt câu hỏi tại sao Ukraine không nên tập kích ngành dầu khí và năng lượng của Nga trong khi Moscow đang làm điều tương tự. Các quan chức Mỹ cho biết nước này có nhiều lý do để khuyến cáo Ukraine không tập kích nhà máy lọc dầu Nga. Họ thừa nhận duy trì nguồn cung cho thị trường năng lượng toàn cầu để hạ nhiệt lạm phát là ưu tiên của chính quyền Tổng thống Biden. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải duy trì tâm lý ủng hộ Ukraine tại châu Âu. Mối lo ngại của giới hoạch định quân sự Mỹ là việc tấn công hạ tầng dầu khí có thể không làm suy giảm năng lực tác chiến của quân đội Nga, thậm chí có thể khiến Nga đáp trả mạnh mẽ hơn, đặc biệt là bằng cách tấn công vào hạ tầng điện của Ukraine. Các cuộc không kích gần đây của Nga đã gây ra thiệt hại nặng nề hơn đối với Ukraine so với những gì mà họ gây ra khi tấn công các nhà máy lọc dầu của đối phương. Gần đây, Nga đã sử dụng UAV và tên lửa tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, phá hủy hầu như hoàn toàn nhà máy nhiệt điện hàng đầu tại Ukraine, làm hư hại nhà máy thủy điện lớn nhất của Ukraine cũng như nhiều cơ sở sản xuất điện khác. Đòn đánh này đã khiến hàng trăm nghìn hộ tiêu dùng mất điện và gây ra lo lắng sự cố này có thể khiến nền kinh tế của Ukraine rơi vào tình trạng đình trệ. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiến dịch tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine nhằm trả đũa cho việc Ukraine tiến hành các cuộc tập kích vào các nhà máy lọc dầu và hạ tầng khác ở sâu trong lãnh thổ của Nga. Nga trước đây đã tấn công hạ tầng công nghiệp của Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho rằng hoạt động này đã gây ra tác động hạn chế. Ukraine hiện cần bảo vệ các thành phố trước các đòn tập kích của Nga, làm gia tăng căng thẳng liên quan đến vấn đề phòng không giữa nước này với phương Tây. Việc Mỹ phản đối các cuộc tập kích vào nhà máy lọc dầu của Nga đã gây ra sự bất bình từ phía các quan chức Ukraine. Họ cho rằng các cuộc tấn công này là một phản ứng tương xứng khi Nga không ngừng tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ của Ukraine. Họ đánh giá rằng chiến thuật này là cần thiết để đẩy đối phương phải trả giá đắt hơn cho chiến dịch quân sự và củng cố quan điểm rằng người Nga trên lãnh thổ sẽ không an toàn cho đến khi chiến sự kết thúc. Một số người cho rằng lo ngại của Mỹ về giá năng lượng do Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Nga là vô căn cứ, khi giá dầu tăng gần đây chủ yếu do khối OPEC cộng cắt giảm sản lượng và bất ổn liên quan đến chiến sự Israel-Hamas.
Moscow và Kiev đã cáo buộc nhau pháo kích vào nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu, nằm gần chiến tuyến. Kiev và những người ủng hộ phương Tây cũng cáo buộc Moscow sử dụng cơ sở này làm vỏ bọc cho quân đội của mình. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Mariano Grossi mới đây đã xác nhận rằng Nga không bố trí vũ khí hạng nặng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Cụ thể, sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dành cho các cuộc đình công mới và nhà máy, ông Grossi cho biết không có vũ khí hạng nặng ở đó. Ông giải thích rằng mặc dù có xe bọc thép và sự hiện diện an ninh của Nga tại nhà máy, nhưng các giám sát viên của IAEA không thấy bất kỳ loại vũ khí bị cấm nào, chẳng hạn như bệ phóng tên lửa đa nòng, xe tăng và pháo binh. Ông Grossi nói rằng IAEA không có nhiệm vụ xác định bên nào đã tấn công cơ sở này và lập luận rằng cần có bằng chứng không thể chối cãi để xác định ai phải chịu trách nhiệm. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, ông Grossi xác nhận rằng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu đã bị tấn công vào đầu tháng này. Đây là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào địa điểm này kể từ tháng 11 năm 2022. Các nhà nghiên cứu côn trùng đã xác định rằng đỉnh của mái vòm ngăn chặn của tòa nhà lò phản ứng đơn vị 6 đã bị phá hủy. Ông Grossi nhấn mạnh, mặc dù thiệt hại đối với các cấu trúc chỉ là bề ngoài, nhưng cuộc tấn công đặt ra tiền lệ rất nguy hiểm cho việc nhắm mục tiêu thành công vào khu vực ngăn chặn lò phản ứng. Những cuộc tấn công liều lĩnh này phải chấm dứt ngay lập tức. Đại sứ Nga Vasily Nebenzia nói với Hội đồng Bảo an rằng các lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào nhà máy và các khu vực xung quanh. Ông tuyên bố rằng quân đội Nga đã phát hiện và đánh chặn tới 100 máy bay không người lái mỗi tuần. Ông nói, Moscow chưa bao giờ đặt vũ khí hạng nặng tại cơ sở này hoặc sử dụng nhà máy này để tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine. Các quan chức ở Kiev phủ nhận việc tấn công nhà máy. Mới đây, trả lời trước đài truyền hình Ukraine, phát ngôn viên cơ quan tình báo quân đội Ukraine Andrei Zusov nói, lập trường của Ukraine rất rõ ràng và dứt khoát. Chúng tôi không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự hay hành động khiêu khích nào chống lại các cơ sở hạt nhân. Người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch do nhà nước điều hành, Andrei Kolavenko, đã cáo buộc Moscow truyền bá thông tin sai lệch và thao túng IAEA. Trong báo cáo gần đây, cơ quan này cho biết rằng tất cả 6 lò phản ứng của nhà máy hiện đang ngừng hoạt động. Theo ban quản lý nhà máy, chỉ có một lò phản ứng hoạt động kể từ năm 2022 để duy trì hoạt động của nhà máy. Các thanh sát viên của IAEA đã được triển khai để giám sát cơ sở này vào tháng 9 năm 2022. Binh sĩ Ukraine đã tiến hành chiến dịch bí mật trong 3 đêm để tiếp cận chiếc T-72 lắp cụm gây nhiễu trên tháp pháo mà lính Nga bỏ lại, tìm cách đưa phương tiện về tuyến sau. Hồi đầu tháng này, trong trận đánh gần làng Terni, tỉnh Donetsk, lực lượng Nga đã để lại một chiếc xe tăng T-72B3M trang bị cụm tác chiến điện tử lớn trên tháp pháo. Đây là một vũ khí mà Ukraine đặc biệt quan tâm vì các thiết bị gây nhiễu khổng lồ có thể gây rắc rối cho các lực lượng UAV của họ. Do thiếu đạn pháo sau khi gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ bị kẹt giữa tranh cãi tại Quốc hội Mỹ, quân đội Ukraine ngày càng phụ thuộc vào các UAV mang chất nổ để tấn công lực lượng Nga. Tuy nhiên, chúng có thể bị vô hiệu hóa bởi các thiết bị tác chiến điện tử của Nga, đặc biệt là những hệ thống có thể gắn trên xe tăng và thiết giáp. Đó chính là lý do khiến lực lượng Ukraine quyết tâm tiếp cận và thu hồi chiếc xe tăng T-72B3M của Nga, với 3 anten có khả năng gây nhiễu ở các tần số khác nhau như 800 MHz, 900 MHz và 5,8 GHz, cùng với các module gây nhiễu ở tần số 700 đến 1.000 MHz. Các anten được buộc lại với nhau bằng dây thừng cực kỳ thô sơ, nhưng vẫn chứng tỏ uy lực kinh hoàng trong tác chiến, khiến 4 UAV của Ukraine mất kiểm soát và rơi xuống khi tiến gần. Tổ lái xe tăng dường như đã cố gắng đưa chiếc T-72B3M ra khỏi trận địa phục kích, nhưng đâm phải một thiết giáp trước đó đã bị vô hiệu hóa, khiến xe tăng bị kẹt lại. Một UAV của Ukraine nhanh chóng tiến lại gần và tấn công chiếc xe tăng, buộc lực lượng Nga phải bỏ xe và tháo chạy. Các binh sĩ Ukraine đánh giá rằng chiếc T-72 chỉ bị hỏng nhẹ phần xích và cụm thiết bị gây nhiễu trên nóc tháp pháo vẫn nguyên vẹn. Đây là một chiến lợi phẩm hoàn hảo. Lữ đoàn xung kích độc lập số 3 Azov được giao nhiệm vụ thu hồi chiếc xe tăng trên một khu vực dài đầy mìn. Lính tăng Ilya thuộc lữ đoàn số 3 Ukraine kể lại, chúng tôi lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Câu hỏi lớn là liệu chiếc xe còn chạy được hay không? Một đơn vị công binh tiến hành tiếp cận và kiểm tra tình trạng chiếc T-72 vào ban đêm một cách bí mật. Sau đó họ trở về phòng tuyến của Ukraine cách đó khoảng 1,6 km với tin xấu. Chiếc T-72 dường như vẫn hoạt động, nhưng khẩu pháo chính chặn cửa ra vào của lái xe. Không có cách nào để binh sĩ Ukraine trèo vào bên trong mà không quay tháp pháo bằng tay. Trong đêm thứ hai, một lính tăng Ukraine tên là Bayda đã đi cùng nhóm trinh sát. Lính công binh Ukraine gỡ đoạn dây thép mắc vào xích của chiếc T-72
đang nằm gần một quả mìn chống tăng nặng gần 10 kg. Trong khi đó, Baida quay thắp pháo bằng tay và sau đó trèo vào vị trí của lái xe, thử đề máy nhưng không thành công vì động cơ không nổ. Sau khi tìm hiểu, Baida nhận ra rằng khi bỏ lại chiếc T-72, phi công Nga đã không tắt máy, dẫn đến việc ắc quy cạn kiệt hoàn toàn. Nhóm lính Ukraine quay trở lại chỗ chiếc T-72 vào đêm thứ ba, với công binh đi trước, bộ binh hộ tống và lính quân y chờ đợi ở tuyến cuối để phòng thương vong. Họ mang theo 3 bộ ắc quy, mỗi bộ nặng gần 70 kg, cùng với bình khí nén, dụng cụ và kính nhìn đêm. Bình khí nén sẽ giúp họ khởi động lại động cơ của chiếc xe tăng. Sau khi thay ắc quy mới, nhóm binh sĩ Ukraine đã thành công trong việc khởi động lại chiếc T-72 và bắt đầu nhiệm vụ đưa phương tiện về phòng tuyến cách đó 1,6 km mà không bị lực lượng Nga phát hiện. Quãng đường từ bãi đất trống đến làng Terni không gây ra trở ngại gì đối với lính tăng Ukraine. Tuy nhiên, anh Ilya nhớ lại, khi lái xe vào làng, những hố sâu xuất hiện và chiếc xe tăng nhảy chồm chồm trên đường, rất khó nhìn thấy chúng trong đêm. Anh cho biết một cái hố dường như do bom lượn Nga tạo ra suýt nuốt chửng chiếc T-72. Người lính tăng nhớ lại, tôi lao xuống hố với tốc độ cao, đập đầu vào cửa sập. Binh sĩ Ilya lo ngại rằng nhiệm vụ sẽ thất bại khi có nguy cơ chiếc T-72 bị mắc kẹt do hố sâu vào lầy. Tuy nhiên, việc pháo chính cắm xuống đất đã giúp xe tăng tránh được việc bị mắc kẹt trong lầy. Anh Ilya chuyển sang số lùi và đạp ga để chiếc T-72 thoát ra khỏi hố, sau đó tiếp tục đưa phương tiện qua quãng đường đầy bom đạn. Khi xe đến phòng tuyến, các binh sĩ Ukraine đã kiểm tra số lượng thiết bị gây nhiễu mà họ đã mạo hiểm để đưa về từ vùng chiến địa. Chúng dường như là sản phẩm tiêu chuẩn được sản xuất tại nhà máy Nga, được buộc lại với nhau bằng dây thừng và gắn tạm thời trên một tấm pallet bằng gỗ. Các chuyên gia phương Tây đã chỉ ra rằng mỗi thiết bị tác chiến điện tử có thể chống lại một dải tần số vào cùng một thời điểm. Lực lượng Nga có vẻ đã lắp đặt hàng chục thiết bị gây nhiễu lên xe tăng để ngăn chặn mọi tần số mà Ukraine sử dụng để điều khiển UAV, giống như chiếc T-72 mà họ đã bỏ lại gần làng Terni. Trong xung đột hiện đại, các hoạt động quân sự đều sử dụng phổ điện tử để kết nối đến tất cả các loại khí tài công nghệ cao hoặc tạo ra các hiệu ứng hỗ trợ tấn công nhóm mục tiêu quân sự của đối phương. Tác chiến điện tử là hoạt động sử dụng năng lượng định hướng để can thiệp quyền truy cập vào phổ điện tử này, nhằm các mục tiêu cơ bản như chặn tín hiệu giữa các thiết bị công nghệ và khiến chúng không hoạt động được. Ngày 16 tháng 4, trong một bài phát biểu tại một cuộc họp báo, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu, EU, ông Joseph Borrell nhận định, tình huống các đồng minh phương Tây giúp Israel bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Iran và tình huống Nga tấn công Ukraine là hai điều khác biệt không thể so sánh được. Ông nhấn mạnh, điều đầu tiên là Israel hiện đang sở hữu một hệ thống phòng không đa tầng, được gọi là vòm sắt. Điều này là một ưu thế lớn và triển khai một hệ thống tương đương ở châu Âu sẽ đòi hỏi rất nhiều thời gian và nguồn lực tài chính mà hiện không có sẵn. Ông Borrell cho biết thêm, thứ hai, cuộc tấn công của Iran liên quan đến tên lửa đi qua các căn cứ không quân của Pháp, Mỹ và Jordan, những nước cũng bảo vệ căn cứ của họ. Điều này không xảy ra ở Ukraine. Ở Ukraine, không có căn cứ không quân nào thuộc về Mỹ, Anh hay Jordan. Nhận định của nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ và các đồng minh phương Tây đối xử với Ukraine như với Israel là một phản ứng tức thì đến cuộc khủng hoảng tại khu vực. Mỹ, Anh, Pháp và Jordan gần đây đã hỗ trợ Israel trong việc đánh chặn một cuộc tấn công từ Iran, bắn hạ 99% trong số hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái. Ông Zelensky lập luận rằng nếu Ukraine nhận được sự hỗ trợ đầy đủ tương tự từ các đối tác, đặc biệt trong việc đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa Nga, thì không chỉ Ukraine mà cả châu Âu sẽ được đảm bảo an toàn hơn. Tuy nhiên, ý tưởng này không nhận được sự ủng hộ từ Mỹ và các đồng minh châu Âu. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby tuyên bố rằng Mỹ không có kế hoạch sử dụng lực lượng vũ trang của họ để đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong xung đột với Ukraine. Ông Kirby cho biết, xung đột khác nhau, không phận khác nhau và mối đe dọa ở đây cũng khác nhau. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định Tổng thống Mỹ Joe Biden từng khẳng định rõ ràng quan điểm rằng Mỹ sẽ không đảm nhận vai trò tác chiến ở Ukraine. Trong khi đó, ngày 15 tháng 4, trong một buổi phỏng vấn Ngoại trưởng Anh David Cameron nhấn mạnh, nước Anh không hỗ trợ Ukraine đối phó tên lửa và máy bay Nga như đã giúp Israel vì muốn tránh xung đột trực tiếp với Nga. Ông Cameron khẳng định, nếu bạn muốn tránh chiến sự leo thang và lan rộng ở châu Âu, điều cần tránh là quân đội NATO trực tiếp giao chiến với Nga. Ông cũng nêu rõ việc sử dụng máy bay chiến đấu không phải lúc nào cũng là lựa chọn lý tưởng để bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái, bởi hệ thống phòng không thường có hiệu suất cao hơn. Do đó, ông cho rằng Ukraine cần được bổ sung các hệ thống phòng không để tự bảo vệ mình, đặc biệt là các tổ hợp Patriot do Mỹ sản xuất.
Ông Borrell cũng đồng tình với quan điểm này. Ông đánh giá EU cần giúp đỡ Ukraine nâng cao năng lực phòng không. Ông cho hay, vào ngày 22 tháng 4 sắp tới, khi các bộ trưởng quốc phòng EU nhóm họp, tôi hy vọng chúng ta sẽ đưa ra những cam kết cụ thể về điều này. Phương Tây viện trợ cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm 2022. Sau một thời gian, Ukraine được cho là có thể mất thành phố lớn thứ hai, Kharkov, trong vài tháng nếu Nga duy trì chiến lược tấn công chậm nhưng gây tiêu hao lớn. Theo Newsweek, Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine nằm cách biên giới Nga chỉ vài chục km, là một mục tiêu hấp dẫn mà Moscow đang để mắt tới và Kiev hiểu điều đó. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Kharkov là một trong những thành phố lớn của Ukraine, vì vậy nó có ý nghĩa biểu tượng to lớn. Ông Zelensky nói thêm rằng Kiev đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn lực lượng Nga tràn vào và giành quyền kiểm soát thành phố này. Tuy nhiên, có những câu hỏi cấp bách về việc Ukraine có thể cầm cự được bao lâu trong và xung quanh Kharkov. Nếu Kiev vẫn thiếu sự hỗ trợ quân sự quan trọng của Mỹ và Moscow có quyết tâm giành lấy thành phố hay không? Nhà nghiên cứu về chiến lược chính sách và khả năng quốc phòng của RAND, Jakub Baragelat cho biết, ngay cả khi dòng viện trợ từ Ukraine tiếp tục bế tắc, một cuộc tấn công thành công vào Kharkov sẽ là nhiệm vụ không dễ đối với Nga, nhưng nó không hoàn toàn nằm ngoài khả năng đó. Theo ông Baragelat, Kharkov nằm rất gần biên giới Nga, vì vậy một cuộc tấn công chậm nhưng gây tiêu hao có thể giúp Moscow kiểm soát thành phố này trong vài tháng. Do nằm sát Nga, nên Kharkov trở nên dễ tổn thương hơn vì Moscow có công cụ, vị trí tấn công và hệ thống hỗ trợ tốt hơn. Quan trọng hơn là kho vũ khí của Ukraine đã cạn kiệt đáng kể so với năm ngoái, thời điểm mà Kiev đang dồn lực chuẩn bị phản công. Giới chức Ukraine vẫn bày tỏ sự quyết tâm bảo vệ Kharkov tới cùng. Đại tá Andriy Zadubiny từ lực lượng Khotitsia của Ukraine hoạt động ở phía đông bắc cho biết, trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công, liệu lực lượng phòng thủ Ukraine có thể bảo vệ Kharkov mà không cần sự hỗ trợ quân sự của Mỹ không? Chúng tôi có thể, ông thừa nhận. Tuy nhiên, điều đó sẽ phải trả giá bằng hàng chục nghìn sinh mạng của binh lính Ukraine. Vị đại tá cho biết thêm rằng, mỗi người lính Ukraine đang cố gắng kiềm chân quân đội Nga vốn áp đảo về trang thiết bị và lực lượng. Ông Zadubiny nói, nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ, chúng tôi sẽ gặp khó khăn. Nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác, chúng tôi phải đứng trước tử thần. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ ràng Nga có ưu tiên nhằm mục tiêu vào Kharkov hay không, vì điều đó có nghĩa là họ có thể phải chuyển bớt nguồn lực từ Donetsk về. Mặt trận miền Đông là nơi mà Nga đang có được lợi thế hơn. Ông Zadubiny nhấn mạnh, những nỗ lực chính của Nga tập trung ở Donbass, tuy nhiên, chúng tôi không thể loại trừ bất kỳ phương án nào. Dù vậy, Kharkov đã phải đối mặt với các cuộc tấn công dồn dập của Nga trong những tuần gần đây. Các cuộc tấn công đã phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng năng lượng của thành phố và đánh sập nhiều công trình. Ông Zadubiny nói, do nằm gần biên giới, khu vực Kharkov gần như bị Nga tấn công thường xuyên mỗi ngày bằng bom dẫn đường và tên lửa. Theo ông Zadubiny, các cuộc tấn công nhằm mục đích gieo rắc nỗi sợ hãi sâu sắc trong người dân trong khu vực. Giới chức Ukraine nhiều lần nhấn mạnh lời kêu gọi phương Tây cấp hệ thống phòng không, ông Zadubiny nói. Điều quan trọng đối với Ukraine là bảo vệ bầu trời ở Kharkov. Ngày 16 tháng 4, giới chức Mỹ cho biết Israel có thể sẽ nhắm vào lực lượng ủy nhiệm, binh sĩ Iran ở nước ngoài để đáp trả vụ tập kích thay vì tấn công trực tiếp Iran. Tờ NBC News dẫn lời bốn quan chức Mỹ tiết lộ, họ đưa ra nhận định dựa trên các cuộc thảo luận giữa Washington và Tel Aviv trước khi Iran tập kích lãnh thổ Israel rạng sáng ngày 14 tháng 4 với hơn 300 tên lửa, máy bay không người lái UAV. Cuộc tấn công được Tehran tiến hành nhằm trả đũa vụ tòa lãnh sự nước này ở Syria bị tấn công hôm ngày 1 tháng 4. Hồi tuần trước, Iran đã nhiều lần tuyên bố sẽ tiến hành đòn tấn công đáp trả. Trong các cuộc thảo luận, phía Israel đã thông báo cho Mỹ các kịch bản đáp trả của họ trong trường hợp Tehran tấn công, từ không có động thái quân sự nào cho tới tập kích thẳng vào lãnh thổ Iran. Quan chức Mỹ nhận định, cuộc tập kích của Iran rạng sáng ngày 14 tháng 4 không gây tổn thất đáng kể cho công dân Israel hoặc hạ tầng của nước này. Do đó, các chuyên gia dự đoán rằng Israel có thể lựa chọn phản ứng mềm mỏng hơn thay vì tấn công các mục tiêu bên ngoài lãnh thổ Iran. Một trong những phương án có thể được áp dụng là tấn công các mục tiêu liên quan đến Iran trên lãnh thổ Syria. Tuy nhiên, theo ba quan chức Mỹ, Israel có thể không nhắm vào các chỉ huy cấp cao của Iran mà sẽ tập trung vào các cơ sở lưu trữ tên lửa, vũ khí và linh kiện quân sự mà Tehran chuyển giao cho nhóm vũ trang Hezbollah đang hoạt động tại Syria. Các quan chức Mỹ cũng cho biết rằng Washington không dự định tham gia vào cuộc chiến của Israel, nhưng họ mong đợi Israel sẽ thông báo trước kế hoạch của mình, đặc biệt nếu hành động đó của Israel có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của Mỹ ở khu vực Trung Đông. Sau cuộc tấn công của Iran, nội các chiến tranh của Israel đã tổ chức hai cuộc họp.
nhưng chưa đưa ra quyết định cụ thể về thời điểm và cách thức phản đối, dù tất cả các thành viên đều đồng tình rằng cần phải có hành động trả đũa. Các quan chức Mỹ khẳng định Washington chưa nhận được thông báo về quyết định cuối cùng của Tel Aviv và không biết liệu Israel sẽ thay đổi chiến lược đáp trả sau cuộc tấn công của Iran hay không. Họ cũng không rõ khi nào Israel sẽ bắt đầu hành động. Cả chính phủ Mỹ và Israel đều chưa có bình luận nào về thông tin này. Người phát ngôn chính phủ Israel David Menzer thông báo Tel Aviv vẫn đang xem xét tất cả các lựa chọn, trong khi tư lệnh quân đội Herzi Halevi khẳng định rằng Israel chắc chắn sẽ phản ứng lại Iran, nhưng không nêu rõ cách thức hoặc thời điểm hành động. Theo kênh truyền hình Channel 12 của Israel vào ngày 15 tháng 4, nội các chiến tranh của Tel Aviv đã quyết định phản ứng lại Tehran một cách rõ ràng và mạnh mẽ, thông qua một hành động có thể gửi đi thông điệp rằng Israel không chấp nhận một cuộc tấn công quy mô như vậy mà không phản ứng. Tuy nhiên, Israel không muốn hành động của mình gây ra xung đột ở khu vực Trung Đông hoặc đe dọa liên minh đã giúp nước này chống lại cuộc tấn công của Iran. Theo Channel 12, Tel Aviv cũng đề xuất phối hợp hành động với Washington. Trước đó, Mỹ và nhiều quốc gia đã kêu gọi Israel kiềm chế hành động phản ứng lại Iran, nhấn mạnh mục tiêu giảm căng thẳng trong khu vực. Cảnh giác trước những nguy hiểm, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với ông Netanyahu rằng Washington sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc phản công nào của Israel chống lại Iran. Trong bối cảnh Israel nhiều khả năng sẽ đáp trả Iran, sự chú ý lúc này đang hướng về năng lực phòng không của Cộng hòa Hồi giáo. Mặc dù không có nhiều thông tin công khai về hệ thống phòng không của Iran vì những lý do khách quan, nhưng nhìn chung vẫn có thể đưa ra cái nhìn sơ bộ tương đối toàn diện. Theo dữ liệu từ Military Balance 2023, lực lượng phòng không của Iran bao gồm 10 hệ thống S-200 lạc hậu từ thời Liên Xô, cùng với 32 bệ phóng S-300 PMU-2 hiện đại, được mua theo hợp đồng ký kết vào năm 2007 với tập đoàn Rostec. Một hệ thống vũ khí đáng chú ý khác là Bava-373 của Iran, được giới thiệu lần đầu vào năm 2019. Mặc dù Military Balance 2023 không cung cấp số liệu cụ thể về số lượng, nhưng đánh giá cho thấy Tehran có thể sở hữu đến 40 bệ phóng. Tuy nhiên, điều bí ẩn ở thời điểm này không chỉ là về số lượng, mà còn về đặc tính thực sự của hệ thống phòng không Bava-373. Iran tự tin khẳng định rằng sản phẩm của họ có khả năng bắn hạ các mục tiêu trên không từ khoảng cách 200 đến 300 km và Bava-373 không chỉ vượt trội hơn S-300 mà còn mạnh mẽ hơn đáng kể so với S-400 của Nga. Trong bối cảnh này, câu hỏi liệu Iran chỉ đang quảng cáo hay họ đã nhận được công nghệ cần thiết cho Bava-373 từ Liên bang Nga đã thu hút sự quan tâm của báo chí. Nói về các hệ thống phòng không tầm trung của Iran, Military Balance 2023 đã đề cập đến sự hiện diện của 50 bệ phóng MIM-23B Ỉ Hoắc, 9 tổ hợp HQ-2 của Trung Quốc và một số lượng chưa rõ Khodak-15 với phạm vi tác chiến được tuyên bố lên tới 150 km. Iran sở hữu số lượng lớn các tổ hợp phòng không tầm ngắn với khoảng 280 hệ thống, trong đó có 29 tổ hợp TOR-1 và 250 hệ thống FM-80 của Trung Quốc, được coi là phiên bản sau của thiết kế Crotale của Pháp. Điều thú vị là trang Military Balance 2023 không viết về sự hiện diện của hệ thống phòng không Buk-M2 do quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC sử dụng. Họ cho biết IRGC có một số tổ hợp với tên gọi Ra'at hay Khodad-3 được đặt trên khung gầm xe bánh lốp, nhưng có một số điểm tương đồng về hình ảnh với hệ thống phòng không Buk nguyên bản. Với số lượng vũ khí đồ sộ và năng lực đáng kể trong lĩnh vực phòng không, Iran đang sở hữu một hệ thống quân sự mạnh mẽ. Điều này khiến Israel đối mặt với nhiều nguy cơ nếu họ quyết định sử dụng chiến đấu cơ để đáp trả Tehran trong thời gian tới. Trong khi đó, Israel cũng sở hữu một mạng lưới phòng không nhiều lớn với khả năng đánh chặn ưu việt, đã chặn đứng tới 99% UAV và tên lửa từ các cuộc tập kích của Iran. Trong hệ thống phòng không của Israel có nhiều hệ thống, trong đó có thể kể đến là hệ thống mũi tên David Sling, Patriot và vòng sắt Iron Dome đều được phát triển cùng với Mỹ. Hệ thống mũi tên được thiết kế để đánh chặn tên lửa tầm xa, bao gồm cả các loại tên lửa đạn đạo mà Iran cho biết họ đã phóng trong chiến dịch trả đũa mới nhất. Mũi tên đã được sử dụng trong cuộc chiến hiện nay để đánh chặn tên lửa tầm xa do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Trong khi đó, hệ thống David Sling được chế tạo nhằm mục đích đánh chặn các tên lửa tầm trung, chẳng hạn như những tên lửa do Hezbollah sở hữu ở Liban. Patriot là thành phần lâu đời nhất trong tuyến phòng thủ tên lửa của Israel, được sử dụng từ chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất năm 1991 để đánh chặn tên lửa Scud của Iraq. Ngày nay, Patriot không chỉ được sử dụng để chặn tên lửa mà còn để bắn hạ máy bay, kể cả máy bay không người lái.
còn hệ thống vòm sắt Iron Dome được thiết kế chuyên bắn hạ tên lửa tầm ngắn. Nó đã đánh chặn hàng nghìn quả tên lửa kể từ khi được kích hoạt vào đầu thập kỷ trước, bao gồm hàng nghìn lần đánh chặn trong cuộc chiến hiện nay chống Hamas và Hezbollah. Israel cho biết hệ thống này có tỷ lệ đánh chặn thành công trên 90%. Ngoài ra, Israel đang phát triển một hệ thống mới có tên là Iron Beam để ngăn chặn các mối đe dọa bằng công nghệ laser. Israel cho biết hệ thống này sẽ là nhân tố thay đổi cuộc chơi vì vận hành rẻ hơn nhiều so với các hệ thống hiện có. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đi vào hoạt động. Chuyên gia Clark Cooper, người từng là thành viên cấp cao của sáng kiến an ninh Trung Đông, SCACROC, thuộc Hội đồng Đại Tây Dương và đã có kinh nghiệm làm quan chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021, nhận định. Israel đã tiến hành nâng cấp hệ thống phòng không của mình trong suốt 15 năm qua. Điều này nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công như hiện nay, bằng cách bổ sung các hệ thống mới nhằm đánh chặn các tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên tới 2.400 km. Mới đây, đại sứ Israel tại Việt Nam, ông Jaron Major cho biết, nước này đang xem xét các phản ứng với Iran để cân bằng giữa việc phòng vệ và không làm leo thang tình hình. Theo đó, khi nói về việc Israel sẽ làm gì để căng thẳng với Iran không leo thang thành một xung đột lớn hơn, ông Jaron khẳng định, nước này không muốn leo thang hay xung đột mà muốn hòa bình, nhưng Israel có quyền phòng vệ và đó là những gì nước này đang làm. Tùy viên quân sự đại sứ quán Israel, ông Matan Sagi nói thêm, nước này đang cân nhắc và sẽ sớm có phản ứng phù hợp, cần có sự cân bằng giữa phòng vệ và không làm leo thang tình hình. Ông Sagi nhận định, và chúng tôi nghĩ câu hỏi về vấn đề tránh leo thang sẽ không chỉ đặt ra cho Israel, mà còn với Iran và tất cả các bên đối đầu với chúng tôi. Ngày 14 tháng 4, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố phóng hàng chục máy bay không người lái UAV và tên lửa vào Israel. Trong khi đó, theo quân đội Israel, hơn 100 UAV đã được nhìn thấy máy bay từ Iran. Kênh 12 của Israel cho biết, một số chiếc bị bắn hạ ở Syria hoặc Jordan. Iran trả đũa Israel vì vụ tập kích vào tòa lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4. Israel chưa xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm trong vụ tấn công này. Ngay sau khi Iran mở cuộc tấn công vào Israel, Mỹ và các nước phương Tây đã có những phản ứng mạnh mẽ, chỉ trích sự leo thang chưa từng có, đe dọa nghiêm trọng tới an ninh khu vực. Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran cho biết sau đó rằng Tehran không có ý định mở rộng các cuộc tấn công Israel, nhưng sẵn sàng đáp trả nếu Tel Aviv có động thái chống lại Iran. Các diễn biến trên đã khiến cộng đồng quốc tế lo ngại căng thẳng leo thang ở khu vực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo khu vực Trung Đông đang đứng trước bờ vực của cuộc chiến toàn diện. Ông Guterres nói, bây giờ là lúc phải xoa dịu và xuống thang. Cùng với việc lên án mạnh mẽ cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel, ông Guterres cũng nhắc lại lời lên án vụ đánh bom các tòa nhà lãnh sự của Tehran ở Damascus, Syria hồi đầu tháng 4 và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động đối đầu này. Kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa Israel và các nhóm được cho là có liên kết với Iran ở Liban, Syria, Yemen và Iraq. Người đứng đầu bộ phận đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Josep Borrell bình luận về tình hình ở đài phát thanh Tây Ban Nha Onda Cero. Chúng ta đang ở rìa vách đá và phải đạp phanh lại. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Washington và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi các bên kiềm chế. Theo truyền thông Trung Quốc, trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và Iran, Trung Quốc cho biết họ tin Iran có thể xử lý tốt tình hình và tránh cho khu vực thêm bất ổn. Trong khi đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói, việc leo thang hơn nữa không có lợi cho bên nào. Ngày 16 tháng 4, trong phiên tòa tại Manhattan, New York, thẩm phán Merchan đã yêu cầu cựu Tổng thống Trump không đe dọa bồi thẩm đoàn sau khi nghe thấy ông lẩm bẩm về một nữ ứng viên. Trong phiên tòa, thẩm phán John Merchan phàn nàn về hành động của cựu Tổng thống Donald Trump. Có thể nghe được lời ông ấy nói đấy. Ông ấy ra hiệu và nói về hướng bồi thẩm đoàn. Tôi sẽ không để bất kỳ bồi thẩm viên nào bị đe dọa trong phòng xử án này. Sau đó, thẩm phán Merchan đã yêu cầu luật sư của ông Trump Todd Blanchet nhắc nhở với thân chủ về hành động của ông. Ông Merchan cho biết, ngay sau khi một nữ ứng viên bồi thẩm viên rời khỏi phòng xử án, ông đã nghe thấy cựu tổng thống lẩm bẩm khi đứng cách ứng viên chỉ hơn 3 mét. New York hiện đang chọn lựa bồi thẩm đoàn cho phiên tòa xử ông Trump về cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao Stormy Daniels và che giấu thông tin không thuận lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Hiện đã có 7 trong số 12 bồi thẩm viên được chọn. Luật sư của ông Trump được đồn đoán là đang cố gạt bất kỳ ứng viên bồi thẩm viên nào có quan điểm tiêu cực về cựu tổng thống. Thẩm phán Merchan đã lên tiếng phủ định những nỗ lực này nhiều lần. Thẩm phán Merchan nói với luật sư Blanchet, vấn đề không phải là liệu người đó có cùng quan điểm chính trị với thân chủ của ông hay không,
quan trọng là họ có thể công bằng và vô tư hay không. Mặc dù vậy, ông cũng đã đồng ý loại một số ứng viên, trong đó có người từng kêu gọi bỏ tù ông Trump. Thẩm phán Merchan đã ra lệnh hầu tòa trực tiếp đối với cựu Tổng thống Trump, 77 tuổi, gây ra trở ngại lớn cho kế hoạch tranh cử của ông. Hôm ngày 16 tháng 4, bên ngoài phòng xử án, cựu Tổng thống gọi thẩm phán Merchan là người ghét Trump và cho biết, giờ đây tôi đáng lẽ phải ở Pennsylvania, Florida, Bắc Carolina hay Georgia để vận động tranh cử. Quá trình xét xử dự kiến sẽ kéo dài ít nhất 6 tuần và ông Trump phải xuất hiện tại tòa 4 ngày làm việc mỗi tuần, trừ các thứ tư. Nếu bị kết án, ông có thể phải đối mặt với án tù. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho rằng khả năng này là khá thấp. Tuy vậy, điều này vẫn là một đòn mạnh vào nỗ lực tranh cử của cựu Tổng thống. Ngày 16 tháng 4, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham dự lễ cắt băng khánh thành 100.000 căn hộ mới ở quận Hoa Song của Bình Nhưỡng. Các căn hộ mới là một phần của dự án nhà ở nhằm xây dựng tổng cộng 50.000 căn hộ mới ở thủ đô của Triều Tiên vào năm 2025. Ông Kim kêu gọi sự nỗ lực để đạt được các mục tiêu còn lại cho kế hoạch 5 năm nhằm biến thủ đô Bình Nhưỡng thành một thành phố văn minh nổi tiếng thế giới, phù hợp với sức mạnh của một Triều Tiên hùng mạnh cả về danh nghĩa và thực tế. Ông Kim đã thúc đẩy dự án xây dựng nhà ở với những nỗ lực nhằm đạt được thành tựu kinh tế và cải thiện sinh kế của người dân trước những khó khăn về kinh tế do các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Sau đợt hoàn thành mới nhất vào năm nay, Triều Tiên đã cung cấp 30.000 ngôi nhà mới ở các quận Hoa Song và Songhua của Bình Nhưỡng kể từ khi công bố dự án trong cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên năm 2021. Triều Tiên đã phải chịu các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Liên Hợp Quốc do các chương trình hạt nhân và tên lửa, trong đó kêu gọi cấm xuất khẩu than và các tài nguyên khoáng sản khác của Bình Nhưỡng để cắt đứt khả năng tiếp cận ngoại tệ mạnh. Hôm 16 tháng 4, lượng mưa kỷ lục lịch sử trong 75 năm đã trút xuống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, nhấn chìm toàn bộ đường xá và cơ sở hạ tầng ở Dubai trong biển nước. The Guardian đưa tin, những cơn mưa bắt đầu vào đêm ngày 15 tháng 4 sáng ngày 16 tháng 4. Hơn 120mm đã đổ xuống thành phố sa mạc Dubai, UAE, lượng mưa trung bình thường trong cả một năm. Một số khu vực địa phương khác của UAE cũng ghi nhận lượng mưa hơn 80mm trong vòng 24 giờ, tính đến 8 giờ sáng ngày 16 tháng 4. Mưa lớn là hiện tượng bất thường ở UAE, nơi thường nắng nóng, khô cằn và chỉ nhận lượng mưa vào mùa đông. Văn phòng truyền thông của chính phủ UAE đã đăng trên nền tảng X rằng những trận mưa như chút nước là một sự kiện khí hậu đặc biệt. Bên cạnh đó, hãng thông tấn Guam UAE gọi trận mưa lần này là một sự kiện thời tiết lịch sử kể từ khi có số liệu chính thức năm 1949, đồng thời dự báo sẽ còn có nhiều mưa hơn nữa. Theo CNN, mưa sẽ giảm dần trong khu vực vào tối ngày 16 tháng 4, nhưng các cơn mưa rào có thể kéo dài vào ngày 17 tháng 4, trước khi thời tiết khô ráo trở lại. Theo đánh giá khí hậu quốc gia lần thứ 5 của Mỹ, biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng mưa cực đoan trở nên thường xuyên và dữ dội hơn. Theo đài ABC, ngày 17 tháng 4 đưa tin, các đợt mưa cực đoan dữ dội hơn làm tăng tần suất và quy mô lũ quét vì lượng nước mưa vượt quá khả năng xử lý của cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng bầu không khí ấm lên do biến đổi khí hậu có thể giữ và tích tụ nhiều độ ẩm hơn, từ đó gây ra nhiều cơn bão cực đoan và lượng mưa dữ dội hơn. Video trên mạng xã hội cho thấy mây đen phủ kín bầu trời Dubai khi mưa lớn trút xuống. Đường phố, trung tâm thương mại và nhà dân bị ngập nghiêm trọng. Cảnh sát, nhân viên cứu hộ lái xe qua những con đường ngập, điều động cả xe bồn để bơm nước ứng cứu. Đường băng sân bay quốc tế Dubai cũng chìm trong nước, hứng lượng mưa gần 100mm chỉ trong 12 giờ. Theo chuyên trang theo dõi hoạt động hàng không Flightradar24, sân bay có lưu lượng hành khách lớn thứ hai thế giới này bị gián đoạn hoạt động 74 phút. Nhiều chuyến bay bị trễ chuyến. Video cho thấy những phi cơ giống những con tàu lớn rẽ sóng. Khi được chuyển khỏi các khu vực ngập sâu trên đường băng, các tuyến đường dẫn đến sân bay cũng bị ngập. Khí hậu Dubai và phần còn lại của UAE nóng và khô, mưa không thường xuyên. Cơ sở hạ tầng ở nước này cũng không đáp ứng các hiện tượng thời tiết cực đoan tương tự, khi nước mưa không dễ thấm qua mặt đất ở các khu vực đô thị hóa. Trận mưa ở Dubai hình thành do tác động của cơn bão lớn đang di chuyển qua bán đảo Ả Rập và vịnh Oman. Bahrain, Qatar, Ả Rập Xê Út và Oman cũng hứng mưa lớn khiến ít nhất 18 người thiệt mạng ở Oman. Mưa lớn có thể tiếp diễn tại khu vực vào hôm nay và có nguy cơ lan rộng sang Tây Nam Pakistan.